Thanh niên cần phải phát huy vai trò tiên phong, bản lĩnh, nhiệt huyết, vượt qua khó khăn thử thách, có hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên, cống hiến, có sức sáng tạo mới để phục vụ nhân dân, đất nước. Trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid như hiện nay thì cần chuẩn bị một tâm thế để khắc phục khó khăn. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ, gần 3 tháng qua, cán bộ đoàn viên thanh niên các cấp đã làm nhiều việc, xung kích thực hiện chống dịch như chống giặc, tổ chức các điểm rửa tay, sinh viên ngành y tình nguyện hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, nhóm phát khẩu trang miễn phí. Thủ tướng mong muốn phát huy vai trò quan trọng của đoàn thanh niên trong hệ thống chính trị để cùng toàn đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong lúc khó khăn. Thủ tướng đề nghị huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động phòng chống COVID-19. Ban hành kế hoạch tổ chức các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện vận động hướng dẫn giúp đỡ người dân khai báo y tế để giúp phân loại được người già, người có bệnh nền, người yếu thế, người có nguy cơ, phát huy các sáng kiến của đoàn viên thanh niên, đặc biệt đủ trí thức tham gia phòng chống dịch bằng các giải pháp công nghệ mới phù hợp. Như thế không chỉ là các đồng chí phải khai báo y tế tự nguyện tốt nhất của 6,3 triệu đoàn viên thanh niên, mà còn hướng dẫn khai báo y tế giúp phân loại hoàn toàn. Trước hết là các đồng chí đoàn viên thanh niên. Trong các công việc này thì một cái chủ trương của chính phủ đó là cần tập trung tách cái nhóm nguy cơ ra khỏi cộng đồng, tránh cái nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng để mà chúng ta tranh thủ được cái giờ vào không có bùng phát lớn đối với người dân của chúng ta. Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh màu áo xanh biên phòng thì màu áo xanh thanh niên sẽ là tấm gương quý trong lúc này để thúc đẩy ngăn ngừa dịch bệnh ở nước ta. Hiện không còn tụ tập đông người nữa, nhưng nếu có thì đoàn viên thanh niên cần phải tiếp tục tuyên truyền, vận động. Thủ tướng đề nghị tiếp tục xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên phải tự khắc phục, tự vươn lên. Nhưng vấn đề việc làm, thu nhập, tạo cơ hội cho thanh niên tiếp cận, học tập, công tác, môi trường đó rất quan trọng. Ngành lao động bên xã hội cả nước, chính quyền các cấp, đặc biệt lưu tâm đến với việc làm, hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên. Không phải chỉ chờ đến họp định kỳ chúng ta mới phối hợp, mà có những vấn đề quan trọng cần thiết của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp Đoàn Thanh niên Việt Nam và các hội thì cũng đều có sự quan tâm của các cơ quan. Tôi khuyến khích các ông chí Bộ trưởng, các ông chí Phó Thủ tướng dành thời gian nhiều hơn cho công tác thanh niên, hỗ trợ thanh niên. Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các nhiệm vụ chung của đất nước. Để nâng cao chất lượng phối hợp công tác giữa chính phủ và đoàn thanh niên, Thủ tướng cho rằng không phải chỉ chờ đến họp định kỳ mới phối hợp, mà những vấn đề quan trọng cần thiết của đoàn thanh niên và các hội cũng đề nghị có sự quan tâm của các cơ quan. Nhân đây, Thủ tướng cũng biểu dương Trung ương đoàn đã thực hiện quy hoạch báo chí một cách hợp lý và có hiệu quả.